Vâng, em sẽ giới thiệu cho anh em chân máy ảnh của các hãng. Đây là con hãng của Panasonic. Con này cao khoảng 1,5 m này, không nhôm nhé. Này, chân đưa đi đưa lại rất tốt. Này, đây Panasonic nhé. Đây là hai con Sony 570. Đấy, Sony nhé. Và đây là con tem bơm. Đây ven bơm này. Ven bơm này là ven bơm 444. Ven bơm 444 nha anh em nhé. Con này là ven bơm HG 4B. HG 4B. Đây. HG 4B. Con này cao khoảng 1,2 m. Con này là ven bơm 460. Con này cao mét khoảng 1,5 m. Đây con này xịt, hãng xịt. Những cái hãng này cũng rất là nổi tiếng của hàng bãi, hàng của Nhật sản xuất. S740. Này mà đi du lịch những thứ thì hết gì. Con này cũng hãng xịt nhé. Con này thì dạng như là dạng chuyên nghiệp rồi. Chân rất khỏe. Chân rất khỏe. Con này cao khoảng 1,5 m. Chân rất khỏe mà độ chõi rất là rộng. Dưới là con cuối cùng, con Kenco 321. Này 321 nhé. Đây. Nó thêm một Candivo nữa. Candivo bên cạnh đây. Để cho anh em lấy thăng bằng. Rất đẹp. Anh em quan tâm. Anh em quan tâm đến con nào thì alo cho em. Anh em gửi hình ảnh chi tiết từng con vào. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.